Trong cái buổi học cuối năm, trong buổi học cuối năm 23, chúng ta có dịp ôn lại một cái tổng quát những gì đã học. Cho nên sáng nay chúng tôi chỉ nói bắt tắt thôi. Tức là luôn luôn mình phải có một cái nhịp cầu nói của bài, giữa bài cũ với bài mới. Thì cái bài cũ ấy là chúng ta học về cái cấu tạo của cái gọi là đời sống tinh thần, hay là tâm pháp, hay là danh pháp của chúng sinh. Từ cái con những cái loài mà vi sinh trong nước, trong đất, trong cây cỏ, chỉ cần nó là chúng sinh thì cái cấu tạo tâm thức nó cứ như vậy, cho đến một cái vị thiên chủ ác ma sinh tử hay là một vị đại phạm thiên trên cõi cao nhất là phi tưởng phi tưởng, thì cái cấu tạo tâm pháp của y như vậy. Có nghĩa là cái biết tức là tâm cộng với 13 tâm sở trung tính và 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở tiêu cực ấy, thì nó cho ra tâm xấu, tâm ác. Rồi cái biết cộng với 13 cái trung tính mà cộng với 25 ấy thì nó cho ra cái tâm tích cực, tức là tâm thiện. Chỉ vậy thôi. Thì cái với cái cấu trúc đó thì chúng ta tự hình thành nên cái đời sống tâm linh hay tinh thần từ đời này sang cái khác. Trong khi một người có đủ duyên lành ba la mật á, có nghĩa là cũng công đức bố thí trì giới vân vân, và với cái lòng cầu giải thoát thì sau nhiều kiếp sống sinh tử sẽ có một ngày khi mà cái lời nguyện xưa mà nó đến lúc nó chín mùi á, nó viên thành ấy, hoàn mãn ấy, thì lúc đó mình mới có dịp tự mình hay là qua sự hướng dẫn của người khác mà hiểu thấy nhận thức được rằng mình được cấu tạo như thế nào, thấy được rằng cái đời sống tâm linh tinh thần của mình, thiện ác buồn vui của mình nó vốn dĩ chỉ là một cái cấu trúc phức hợp này, một cấu trúc phức hợp, một cái khối tập đại thành này, của cả cái thành tố do các duyên tác động mà cái khối tổng hợp ấy nó xuất hiện và nó vận hành theo cái công thức là 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 cộng 25, và mỗi một cái khối, mỗi một cái sát na tâm thiện ác như vậy, nó thời gian nó diễn ra rất là nhanh, nhanh lắm. Có nghĩa là trong một cái tích tắc nghĩa đen ấy, chứ không phải nghĩa bóng, nghĩa đen ấy, một giây đồng hồ ấy, là có rất là nhiều cái sát na tâm xuất hiện, và trong mỗi sát na tâm như vậy nó vẫn được tồn tại với cái cấu trúc đó. Có nghĩa là 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 cộng 25, chớp nhoáng nhanh như vậy, nhanh hơn cả khái niệm sóng và hạt trong thế giới vật lý hiện đại này. Thì sáng nay chúng ta học tiếp về cái vận hành bản chất và cấu trúc của cái gọi là vật chất này, vật chất, thế giới vật chất dưới cái góc nhìn của một người Phật tử nói chung và một người học A Di Đà nói riêng. Thì vật chất ở đây nó được định nghĩa như thế này. Theo thế gian ấy thì vật chất là những gì mình có thể thấy được hoặc không thấy được, nhưng mà nó có tiêu thụ năng lượng, nó có trọng lượng, nó có hình dáng, hoặc là nó có choáng chỗ không gian đấy. Và đặc biệt là nó bị tác động bởi vô vàn những điều kiện vật chất khác. Đó là định nghĩa thế gian. Còn định nghĩa theo trong A Di Đà mình ý, vật chất là những gì mà nó được nhận biết bằng các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, mũi lưỡi thân, đó là một. Thứ hai, bản thân cái gọi là vật chất nó có thể bị tác động để xuất hiện lớn mạnh và hư hủy tiêu mất từ những cái điều kiện ngoại lai đấy, ví dụ như là cái cấu tạo căn bản của sắc pháp là đất nước lửa gió, nhưng mà nó cũng có thể bị nó vận hành và nó có thể bị tiêu hủy bởi sự tác động của chính đất nước lửa gió. Thì cái đó được gọi là vật chất. Nhắc lại nha, bản thân nó là đất nước lửa gió và nó được nhận biết bởi các giác quan vật chất, thì cái này được gọi là sắc pháp ở định nghĩa nôm na nhất.
Bây giờ mình nói một chút nó hơi trừu tượng và nó hơi chuyên sâu một chút. Hả? Nói cái này khó nuốt à. Để có nghĩa là trong cái nhìn mà gọi là nôm na bình dân ấy, thì mình nghĩ vật chất là cái gì đó có thể sờ chạm. Nhưng ở một cái nhìn rốt ráo ấy, thì sở dĩ nó gọi là vạn hữu giai không hay là năm uẩn, ngũ uẩn giai không, vạn hữu là giai không hay là ngũ uẩn giai không. Nó nằm ở chỗ là mọi thứ nó do duyên mà có, duyên tụ duyên tán, nó tồn tại theo cái hình thức tổng hợp. Duyên đủ thì nó xuất hiện, mà duyên đủ thì nó lại nó đủ duyên sinh, và đủ duyên sinh thì nó xuất hiện, mà đủ duyên diệt thì nó mất đi. Nhưng mà cái này mới là cái trừu tượng này. Dù tinh thần hay vật chất, sắc pháp hay danh pháp, tất cả chỉ là những trạng thái. Cái đó cái chữ trạng thái này là mấy mập nè, trạng thái chỉ là những trạng thái, cho nên gọi là giai không là như vậy, chỉ là trạng thái. Ví dụ như mình nói cái ly, cái chén, chiếc xe, máy bay, tàu thuyền, con người, nam nữ, đẹp xấu, không, trắng đen, mình chia ra theo cái khái niệm thi thiết, biến cái sở chấp chế định thực tế là như vậy. Nhưng mà ở cái nhìn rốt ráo ấy thì không có tàu bè máy bay núi sông gì hết, mà nó chỉ nằm gọn trong bốn cái phạm trù vật chất đấy, đó là cứng mềm đấy, mịn nhám, nặng nhẹ đấy. Cái trạng thái đó được gọi là đất. Ngưng tụ kết dính hòa tan thì cái đó được gọi là nước. Cái trạng thái đấy, cái trạng tất cả các nhiệt độ nóng thành mấy lạnh cái mấy thì được gọi là lửa. Cái trạng thái xê dịch sâu đẩy áp suất và dày đổi, cái trạng thái đó nó được gọi là gió. Wow, nó chỉ là trạng thái thôi. Đây là bốn cái khái niệm vật chất căn bản. Từ đó nó mới ra các thứ vật chất khác mà mình không có lường được. Thì chúng ta thấy là chúng ta liếc vô cái bản đồ A Di Đà, chúng ta thấy nó có 28 nút, mà trong đó nó là chỉ có 18 thứ sắc pháp có thiệt thôi. Ví dụ đất nước lửa gió là có thiệt, hormone nam nữ là có thiệt, cái nutrition, cái dưỡng tối là có thiệt. Còn những cái nó không có thiệt, ví dụ như là hai cái biểu tri là không có thật, ba cái sắc kỳ dị là không có thật, sắc giao giới là không có thật. Các vị trừ ra từ từ nha, các vị trừ lên, tôi trừ lên tôi nha, trừ ra. Biểu tri nghĩa là thân biểu tri và khẩu biểu tri, có nghĩa là cái biểu hiện của tâm ý mình thông qua ngôn từ, mình nói, mình cười, mình gào khóc, kể lể, đó là khẩu biểu tri. Còn thân biểu tri có nghĩa là mọi cái hoạt động, từ những cái thao tác, cử động lớn bé, thậm chí cái những cử động vô danh của mình thì gọi là thân biểu tri. Khẩu biểu tri tức là biểu hiện thân cái tâm ý qua lời, còn thân biểu tri là biểu lộ cái tâm ý qua thân. Thân biểu tri, khẩu biểu tri. Còn cái tiếp theo nữa đó là cái ba cái sắc đặc biệt thôi, sắc kỳ dị, có nghĩa là cái chữ kỳ dị thì rất là kỳ, viết ca ráp gì là kỳ dị thôi kệ, một dịp khác nó sẽ quay lại cái chữ dịch kỳ cục này. Đó là khinh nhu thích nghiệp, có nghĩa là mỗi cái thứ vật chất như vậy nó có cái, nó phải có tự có cái khả năng nhẹ nhàng, nghe nghe cái cạnh dưới này, nhẹ nhàng khi cần thiết, gọi là thầy khinh. Nhu là nó mềm mại khi cần thiết. Rồi cái thích nghiệp là nó có khả năng tương ứng thích nghi khi cần thiết. Cái thầy bị giảng cái đây thầy vừa nói hoài. Mình thấy một cái hạt giống mà nó nằm ở trong cái khe đá. Nó nhỏ xíu vậy đó. Mà khi mà đủ duyên, nắng gió mưa sương nó bèn nảy mầm, nó cũng ra dây ra cây đàng hoàng, rồi nó cũng phát triển ra hoa ra trái trong một cái khe rất hẹp như vậy. Thì đó là cái khả năng thích nghi của nó đấy, cái khả năng thích nghi của nó đấy, nhớ không? Hoặc là mình thấy những cái hòn đá thiên nghe chất tiêu gì mà kiếm tiền, lẽ ra nó nghiêng rồi, nhưng mà ở trong một cái mức độ cân bằng tối thiểu nào nó vẫn đứng nghiêng, bao nhiêu đời nó không chịu nghiêng. Thì mình tạm hiểu nha, tạm hiểu nôm na thì cái khả năng mà có thể nặng nhẹ lúc một cách cần thiết thì đó gọi là khinh. Cái khả năng gọi là cứng mềm một cách cần thiết thì đó gọi là nhu.
chữ nhu đây phải hiểu cả cứng mềm nha, phải hiểu nha. Khinh là khả năng nặng nhẹ đúng mức khi cần thiết, khả năng nhu là khả năng mềm cứng đúng mức khi cần thiết, thích nghiệm là khả năng linh động thích ứng thích nghi một cách cần thiết, thì ba cái này được gọi là tại sao cần thiết. Thì biểu trì đặc biệt rồi cái sắc dâu giới có nghĩa là cái khe hở của các phân tử nguyên tử lượng tử, thì khe hở đó được gọi là sắc dâu giới hay sắc hư không. Rồi cái gì nữa? Mình thấy là như là sinh nè, tiến nè, dị nè, diệt. Sinh tức là cái giai đoạn có mặt, tiến là giai đoạn phát triển, dị là giai đoạn mà nó cằn cỗi chuẩn bị mất đi, và diệt là giai đoạn biến mất băng ngoại được tiêu hủy. Không, thì đây là những cái được kể là sắc pháp, nhưng thực ra nó không có thật, nó là cái bóng của sắc thật, nó là cái bóng của sắc thật. Sắc thật là 18 sắc chân đế đấy. Thì mình trừ ra gọi là 10 cái này, mình trừ ra 10 cái này thì cái còn lại mới là sắc chân đế sắc thật. Rồi nãy giờ dân sơ cơ nghe tôi kể giờ có gì trách cho trách, tại sao mà cũng không chịu giảng thế mà không đi kể từng cái thì các vị bắt buộc phải nghe lại băng giảng, bắt buộc phải nghe lại băng giảng này, chứ không thể nào kỳ vọng vào một lần nghe mà có thể nắm được thì chớ tụi gì thiên tài hoặc là thành tài là giống thế nào mà được như là mình muốn được nha. Rồi bây giờ tôi quay lại, cái gọi là sắc pháp hay là vật chất ở đây ấy, nó chính là những gì tôi vừa nói đó, nó là những gì mà bản thân nó là bốn đại, được bốn đại tác động tạo nên, hoặc nó là đối tượng được nhận biết bởi các giác quan vật chất, thì gom chung lại nó được gọi là sắc pháp hay là vật chất. Thì sắc pháp đây nó có bốn nguồn để xuất hiện, và nghe cho kỹ cái này, bốn cái nguồn này cũng là bốn cái nguồn mà nó tạo ra vạn hữu chứ không riêng gì vật chất. Nhớ nha, bốn cái nguồn này nó cũng là bốn cái nguồn rồi xuất phát sinh khởi của vạn hữu không riêng gì vật chất. Tuy nhiên mình đang học về vật chất thì bắt buộc mình tạm thời đứng khung, đây là bốn điều kiện để xuất hiện vật chất. Một là tiền nghiệp, một là tiền nghiệp, chính cái tiền nghiệp chúng sinh nó tác động này, nó tác động để cho các loại sở pháp xuất hiện. Thí dụ như mắt tai mũi lưỡi, có những cái cảnh giới đó có mắt tai mũi lưỡi, có những cảnh giới không có, là một chuyện. Chuyện thứ hai, có những cảnh giới có cái vấn đề giới tính hormone nam nữ, nhưng có những cảnh giới không có, này đó là do nghiệp này. Và có những cảnh giới cái chuyện mà có đủ ý, là ok, mà thiếu là bị xem là khuyết tật. Nhưng có những cảnh giới không thể có đủ năm giác quan, nó chỉ có mắt tai thôi. Thí dụ phạm thiên không phải nói gì họ dị dạng, cái mặt của họ nó bằng trang như là cái tấm giác, không phải, không phải vậy, không phải. Họ đẹp nhất như có thể, tức là trong tam giới này nói về chúng sinh mà có hình dáng mặt mũi thì không ai đẹp bằng phạm thiên, nhưng do cái gọi là cái khả năng ly dục của họ ấy. Họ có mắt để nhìn đúng, họ có tai để nghe đúng, họ có cái ý, có cái đầu óc suy nghĩ đúng, nhưng họ không, vì cái khả năng ly dục nhiều đời họ không có cần đến cái thần kinh là khứu giác, vị giác và xúc giác, cho nên họ cứ đẹp đẹp lắm. Trong kinh nó có thần tứ phẩm thiên đẹp và chuẩn đến mức mà được dùng để so sánh với cái Phật tướng của Thế Tôn, hảo tướng của chư Phật, đẹp như vậy đó, cân đo với một cái tỷ lệ vàng đẹp như vậy đó. Âm thanh giọng nói và cái ánh mắt của phạm thiên thì chỉ có thể so với Phật, so với Phật, tức là một cái gọi là cái người mà gọi như ác tâm cách mấy mà gặp nhìn cái ánh mắt của Phật, của phạm thiên, nghe giọng nói là Phật âm và phạm âm thì nhũng liệt, nhũng mềm lòng chuẩn như vậy đó. Một nét nét đẹp mà cái đạt với cái tâm mà là đẳng cấp vũ trụ, chứ không phải là châu lục, không phải là hành tinh này hành tinh kia, mà nó là cặp vũ trụ đẹp dịch chuẩn. Nhưng mà có một điều là do cái ly dục ấy, cho nên trên đó mặt mũi tướng cá là điểm 11 trên 10 hết này, nhưng mà không có thần kinh thì khứu giác, vị giác và xúc giác, nhớ không? Đấy. Như vậy thì mình thấy rõ ràng mình cái trường hợp nhất là cái sắc pháp nó do nó được tạo ra bằng cái tiền nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Ví dụ như cũng mang thân nữ, cũng mang thân nam,
đấy, cũng là người, cũng như nhân loại trên hành tinh này, trên nam bán cầu và bắc bán cầu giống nhau, nhưng có người sinh ra thì thiếu chiều cao, có người thì đen bà, có người trắng bệch, trắng đến mức mà bạch tạng đấy, có người trắng vừa đủ thì gọi là trắng nõn, mà trắng quá đó là cái bạch tạng. Đen mẹ ngâm ngâm da trâu nhìn đâu thấy mê, nhưng mà đen quá đó thì nó giống như cục than thì cũng ớt. Rồi đấy, cho nên nó tiền nghiệp nó tạo ra những cái dị biệt như vậy đó, đó gọi là sắc pháp do nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp. Rồi thứ hai là cái sắc pháp do tâm tạo, đấy, tức là do cái tâm thái, tâm trạng đấy, cái trạng thái tâm lý của chúng ta, và chúng ta có những cái biểu hiện, ví dụ khóc, cười, nói năng, hít thở, thì những cái đó được gọi là sắc tâm đấy. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là thiên nhiên, thiên nhiên tạo, ví dụ như mình ở cái xứ lạnh hay xứ nóng đấy, thì nó cái đó là cái môi trường để cho đấy, có những cái cây cỏ thảo mộc, xứ này có mà xứ kia không có, thậm chí có luôn đó, mà nó vẫn khác. Ví dụ như mình thấy là thấy chuối, mình thấy có những cái vùng nó trồng chuối, trồng chuối già không, cho nên không trồng chuối xiêm được. Thì ở châu Âu, đối với tôi châu Âu là tháng 6 mà bà con qua, mà bà con cắt cho tôi một bồ chuối xiêm đó là ơn tái tạo, mừng lắm, ơn tái tạo. Bên đây là cái gì, cái chuối già đấy. Bên đây cái là châu Âu ấy, ví dụ như là Tây Ban Nha, Ý, Pháp, những cái vùng nắng ấm ấy, là nó chỉ có tới chuối già là maximum đấy. Nhưng mà bù lại ở châu Âu nó có những cái vùng mà nó có rất là nhiều nấm, nó rất ngon. Ví dụ như nấm mình nấm lạc, nấm phổ của Pháp ấy, rất ngon, rất thơm, rất đắt tiền. Nấm mà phải nhờ mấy con chó, mấy con heo nó thính mũi, nó đi nó dò, rồi mình thấy nó ngửi ngửi, nó cào cào, mình đào lên, thì cái nấm đó là cứ bỏ lên hai cái cân, là cái cân vàng, cái cân nấm là cứ vàng nhiều, nấm nhiều mắc gì đó. Nhưng bên châu Á cũng có, châu Á mình nấm tào lao rồi. Thì tôi hơi lạc đề một chút, tôi thấy là thiên nhiên ấy, ở mỗi nơi cái nhiệt độ rồi cái thổ nhưỡng đấy, kể cả những cái mà ở cái tầng sâu trầm tích của vỏ địa cầu, nó cũng phần nào ở một mỗi nơi mỗi khác, nó phần nào nó tác động đến cái môi trường sinh thái bên trên mặt đất. Đấy. Có những cái vùng rất là nhiều cái cương khoáng sản, nhưng có những vùng không có khoáng sản. Đấy. Nhớ không? Rồi có những vùng có động đất, có những vùng thì có núi lửa, những vùng cũng có. Và từ cái núi lửa nó mới ra những loại đá bay gian, hay là bao nhiêu thứ, cát bụi sỏi đá mà nơi khác có, và với cái nền tảng đất đá sỏi cát đó nó cho ra những cái thứ cây cối mà nơi khác có. Ví dụ như cái đảo Socotra ở Ấn Độ Dương, nó được xem là cái đảo là ngoài hành tinh, có những cái loại cây mà mình kiểu là cái bao phát cây đó, cái bao báp là cái cây đó là coi như là nó chỉ có thân chứ không có gì trơn, trên cái nhánh leo que cho vui, không có lá, nhánh leo que lắm như bàn tay vậy, nhưng mà cái thân nó thì hoành tráng mà nó chứa nước không tưởng được, mà cây đó thì nhìn thì phải nhìn nhận nó lạ thôi, chứ còn kêu mà đẹp thì từ cái lạ mình tưởng nó đẹp, chứ thật ra cây nó cũng dạng cây gì ấy. Rồi chính thiên nhiên nó phần nào là ảnh hưởng đến cái gọi là vật chất, và cuối cùng là dựng tố, tức là nghiệp đó, tâm đó, thiên nhiên đó, nhưng mà cái nguồn dựng tố tại cái nguồn. Ví dụ như mình cùng cha cùng mẹ ở chung một đất nước lãnh thổ gia đình mái nhà, đúng không, nhưng mà cái kiểu ăn của mỗi người nó không giống nhau, vậy kiểu ăn nó không giống nhau. Tại vì tôi đang nói là thức ăn tinh thần, thức ăn vật chất đó nha, chứ tôi chưa nói thức ăn tinh thần ấy. Thức ăn tinh thần là cái tư duy, cái giao tiếp, cái thâm thiế của mỗi người, kiến thức, cảm xúc mỗi người. Tôi không nói, tôi chỉ nói riêng cái khoản mà vật chất ấy, thức ăn sinh học ấy, thì cái nguồn dinh dưỡng của mỗi người nó không giống nhau. Cho nên ý, một cha một mẹ sống chung một mái nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, nhưng cái cấu trúc sinh học của mình trên cái nền tảng có giống nhau cách mấy, nhưng mà về chi tiết nó phải có cái khác, nhớ ha. Cho nên mới có người thọ, có người yếu. Cho nên sáng nay mình học tổng quát thôi, cái gọi là vật chất ở đây nó là gồm có hai định nghĩa. Một là nó là đối tượng được nhận biết bởi các căn vật chất, mắt tai mũi lưỡi thân, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, và thứ hai nữa đó, nó có thể bị tác động bởi các điều kiện vật chất một cách trực tiếp. Thì cái đó được gọi là hai cái điều kiện cộng lại để gọi là sắc pháp.
Và cái sức cái nguồn gốc của Phật pháp gọi là vật chất ở đời nó gồm có bốn bốn thứ. Dựa vào bốn thứ đó mà chúng ta dựa vào bốn thứ nguồn gốc mà ta có bốn thứ vật chất. Có những thứ vật chất được tạo ra từ tiền nghiệp chúng sinh, có những thứ vật chất được tạo ra từ đời sống tâm lý chúng sinh, từ hoạt động tâm thức, có những thứ vật chất được tạo ra từ môi trường thiên nhiên, và có những cái trường hợp vật chất được tác động trực tiếp, được sản sinh và bị tiêu hóa bởi cái nguồn dinh dưỡng. Không? Tại sao phải học cái này? Học cái này nó có tới 800 cái lợi. Thứ nhất, mình học cái này này để mình hiểu rằng vạn ngữ nó là lắp ráp, nó là ghép nối, có gì là một hết. Đúng không? Mình nói mình nói ngón tay đẹp, mái tóc đẹp, ánh mắt đẹp, nhưng mà đó là sự cộng hưởng, cộng sinh, này. Sự hợp tác, sự kết nối của vô số điều kiện, của vô số thành tố vật chất. Này, học học cái bản chất rã rời của nó. Thứ hai, mình học cái này mình mới không có cực đoan. Thì dạng như mình cứ thấy bệnh là đè ra là cầu nguyện. Đây, mình thấy bệnh là mình cứ đè ra mình cầu nguyện. Rồi khấn vái, rồi thầy bà, rồi tôi bệnh căn bệnh kiếp mà vậy. Trong khi mình đi học, mình học cũng cần giỏi, học tới nhà buổi học sáng nay là mình à, thì ra cái khỏe cái bệnh nó cũng có nhiều nguồn. Cái bệnh mà ngoài đời cái bệnh căn bệnh quả đó là bệnh do tiền nghiệp, nhưng mà nó có trường hợp cái bệnh nó đi ra từ đời sống tâm lý, rồi cái gì nữa, bệnh nó đi ra từ cái tác động của thiên nhiên, và cuối cùng cái bệnh nó đi ra từ những gì mình thồn nhét giọng tống vào mồm, đó là nguồn dưỡng tố. Không nhớ không, chỉ riêng cái bệnh thôi nó có một cái mối tương quan nhất định giữa vật chất và tinh thần trong cái đời sống chúng sinh cõi ngũ uẩn. Tại có những chúng sinh cõi nhất uẩn phải chỉ có sắc pháp thôi, hoặc là cõi tứ uẩn phải chỉ có tâm pháp thôi. Những người riêng cõi ngũ uẩn là ở đó đời sống chúng sinh được tác động với cái sự hỗ tương mật thiết của các điều kiện nghiệp tâm thiên nhiên và các điều kiện dương tố. Nói tới đây tôi nhớ có một chuyện anh thanh đi anh tóc ấy tóc thanh nữ ấy, cái cô hết không thì cổ vô cổ vuốt 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 kéo vuốt lược chỉnh chỉnh sơ sơ sửa sửa trải khăn choàng cho anh quấn khăn cho anh, thì cô mới hỏi có vợ chưa, thì nó có rồi, thì cổ nhấp 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 hai ba kéo, cô hỏi vợ mấy tuổi, anh trả lời xong cái hỏi quê quán ở đâu, trình độ văn hóa, có công việc làm thu nhập nhiêu, này ráng đen mập, ráng đen mập ốm đẹp xuống thế nào, sở thích cái gì, ghét cái gì, sợ mà cô cứ đem cô vợ rồi cô hỏi hoài anh mực, anh mới nói rằng hết thì hết tại sao hỏi vợ cứ hoài, anh nói không, cô nói không, cứ mỗi lần nhắc tới vợ anh là tóc anh mới dựng lên thì em dễ hết hơn. Thì đây có thể là câu chuyện cười, nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ đúng, trong thế giới này nó có những cái tương quan rất là lớn giữa cái gọi là vật chất và tinh thần. Anh này chỉ nghe nói tới vợ là bắt đầu bắt nó dựng lên, bà bán thân tôi cũng vậy, tôi đó cái thân mạng hình này cái lá y rồi đắp người rồi còn tự cho đúng, từng giọt máu từ cái tế bào sinh học trong người của tôi là phần tử cho đúng. Bốn mấy năm làm bị chủ, nhưng mà nói thiệt có nhiều phần tử đó, nhắc tới họ mai là tóc cạo rồi chứ, mà nó dựng từ ở trong cái chân tóc, cái tế bào tóc nó dựng, chứ đừng có nói mà đợi mà tóc ra hoài nó bị dựng. Đó là cái tương quan tâm lý và tương quan sinh học giữa vật chất và tinh thần. Và tôi nhắc lại cái này, cái là cái chỗ này phải lưu ý này, tùy thuộc vào cái chuyện mà chúng ta sống ở đâu, nghe cho kỹ nha, cái bị nghe kỳ kỳ rồi đó, nghe nghe kỳ kỳ phải không, đang giải vật chất bị quẹo rồi đó, tùy thuộc vào việc ta sống ở đâu, thường gặp gỡ ai, đầu óc thường sống nhiều với đề tài gì, nghe kỹ nha, một nè, một là cái gì ta, sống ở đâu thường gặp gỡ ai, đầu óc thường làm việc với những cái đề tài chủ đề nào, thích ghét cái gì. Đấy, chính cái này nè nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta tạo cái nghiệp gì, đây thiện như thế nào mà ác như thế nào. Chính từ cái chuyện mà từ cái môi trường ấy nó tác động đến tâm tư sở thích tình cảm và hoạt động của mình, nó mới dẫn đến cái là cái nghiệp tái sinh, để đời sau mình sinh ra mình có hay không có cái tấm thân sinh học, và nếu có là có như thế nào. Đấy, và đương nhiên khi mà cái tâm tư tình cảm cảm xúc của vui của mình thích ghét của mình mà nó còn quá gắn bó gắn kết với vật chất thì đương nhiên
là tất thảy những nghiệp thiện ác của mình đều là cái thứ tiền nghiệp đấy, để nó tạo ra cái hình hài vật chất cho kiếp sau đấy. Chứ nếu một người chỉ gọi là chuyên tâm thiền định sanh về các cõi phật thiên thì họ đâu có cần đến đời sống vật chất mà nhiều khê rối rắm đa đoan phức tạp phồn tạp như mình như đây có. Nhưng mà hễ mà mình có quan tâm cái này, lưu ý cái kia, thích cái này, ghét cái nào đấy. Rồi từ đó mình sát sanh trộm cắp hoặc là bố thí trì giới, thì tất cả những thiện ác đó đó nó vô hình chung nó trở thành cái là cái nguồn, nó thành một trong bốn nguồn tạo nên cái hình hài vật chất sinh học của chúng ta cho cái sau này. Kiếp sau sinh ra nó thì cũng đi chùa hết đấy, nhưng mà kiếp sau sinh ra thì có kẻ làm nam, có kẻ làm nữ đấy. Mà nam là nam thẳng hay là nam cầm đấy, nữ là nữ chuẩn hay là nữ pha đấy. Đẹp xấu cao thấp mập ốm, trí thức hay thất học, nhà giàu hay nhà nghèo, trí nhanh hay trí chậm, giỏi hay là dốt, ở xứ sở nào, trong cái cơ chế xã hội, cái cơ chế chính trị nào, giáo dục nào, dễ sợ dễ sợ. Nó khác toàn tâm từ cái cơ chế sinh học, cấu trúc tâm lý, bản chất tâm lý, nền tảng tâm thức, rồi tâm tư tình cảm, sở thích tâm trạng, những cái chọn lựa trong đời sống, hướng đi hoạch định tu hoạch không giống nhau. Đấy. Và trên hết, một cái đời sống tâm lý mà nó gắn chặt với cái giới vật chất thì đương nhiên đương sự đó, làm thiện làm ác gì đi được thì nó đều trở thành cái nền để dắt mình quay lại cái giới vật chất. Cũng là con chó, mà con chó xứ giàu hay xứ nghèo, con chó ở cái xứ ăn thịt chó hay là xứ không ăn thịt chó đây, cái xứ có đốt pháo hay là xứ không có đốt pháo đây, cái xứ mà coi như là con thú được kiểm soát, được chăm sóc hay là thú bị thả rong. Chẳng hạn như hôm nay mình về Ấn Độ, mình về Nam Mỹ thì cái lượng chó rong nó nhiều coi như thành quốc nạn. Mà có những xứ là như là mình thấy Việt Nam mình mà Nam Hàn đốt đuốc thì tìm con chó thả rong cũng là thiên tài, tìm được là thiên tài nha. Nó ló con nào là nó làm thịt con đó, làm gì có vụ mà chó thả rong. Mày chỉ cần nói mấy ông xì ke của tôi thôi, nói mấy ông xì ke nó bây giờ một ngày mình cần 200 kg thịt chó, là tôi hứa với các vị trong vòng 3 nốt nhạc nguyên một cái quê hương dấu yêu hình chữ S chúng ta đừng hòng mà có con chó đó. Đúng 3 nốt nhạc này cũng là làm chó, nhưng mà mình chó ở xứ nào đấy. Cũng làm heo, làm bò, làm cá, làm tép, làm chim muôn sức vật, cò bay bò bay mấy cựa, làm nam làm nữ, nhưng mà ở mọi nơi mọi gạt hết. Và cái này mới quan trọng, một cái đời sống mà nó càng gắn liền vật chất thì nó biến cho cái tâm thức của mình nó trở nên nặng nề. Vì sao vậy? Vì theo trong kinh nói đi, cái thế giới vật chất mà của súc vật ấy nó nặng cả đời, nó chỉ biết trăm trăm vật chất. Con người thì có thể 30%, 50%, 70% vật chất, nhưng mà lên tới các cõi dục thiên ấy thì cái vật chất của họ nó nhẹ lắm, nhẹ lắm. Ví dụ như trên chư thiên dục dục thiên ấy, dục thiên tức là cũng chư thiên nhưng mà hưởng dục ấy, họ không có khái niệm gọi là kiếm tìm tích trữ bảo quản mà chế biến vật chất. No, trên chư thiên có muốn bèn có, muốn bèn có thức ăn ở trong miệng họ, là họ họ muốn ăn cái gì đó, họ muốn ăn cái gì đó theo cái chủng tử, cái tập quán của nhân loại, họ muốn ăn cái gì đó thì cái đó tự nhiên có. Họ đang ăn, họ muốn nó ngọt hơn chút thì tự nhiên nó ngọt trong miệng của họ. Họ muốn chua chút, mặn chút, chát chút, đắng chút thì nó bèn chua ngọt mặn đắng chát trong miệng của họ. Trên đó không, nó nói về cái nhu cầu vật chất ăn mặc ở, không cần phải kiếm tìm bảo quản chế biến đâu, nó đang cần nhẹ lắm, cho nó nhẹ lắm. Và lên nữa là các không gì thì số vật chất trên đó là càng là gọn nhẹ, gọn nhẹ, chỉ có mắt với tai thôi, còn ngoài đó họ không có nhu cầu mùi vị là êm ái lụa là chăn đệm, nó nó không cần, nó cần phẩm đi, nó cần đó. Chính thiên dục thiên này còn, cho nên nó còn chuyện nữa. Chính vì cái minh sư thiện hữu, thầy bạn mình gặp, chú xứ mình ở đấy, là đời sống tâm linh thường ngày thường giờ của mình ý, chính vì cái đó nó tác động cho mình có gắn liền, gắn bó và thiết tha với vật chất hay không. Và hãy còn gắn bó với cái vật chất thì cái đời sống tinh thần mình bị chi trí, bị phân tâm rất là nhiều,
Đấy, đó là lý do tại sao mà luật luật Phật dạy quý vị kêu bằng mọi cách như có thể tiết giảm tối đa cái nhu cầu vật chất. Tiết giảm tối đa là vì sao? Là vì Phật thấy rất rõ, để mình càng chi phí, càng nặng lòng, càng phân tâm cho cái đời sống vật chất thì mình sẽ mất nhiều thời gian và công sức của cái lẽ ra phải dành cho đời sống tâm linh. Đấy, nhớ không? Nhưng mà nói về sở dĩ mà chư thiền thánh phải ra đời của người là vì sao? Là vì chư Phật mà không ở cõi người, làm sao mà có thể tiếp cận với chúng sinh để mà hoằng hóa một cách tự tại được, bắt buộc các ngài theo nguyên tắc vũ trụ ba đời mười phương thì một vị Phật phải ra đời trong cái hình hài của nhân loại có đủ năm quần không. Nhưng mà mình cũng phải hiểu ngầm có để làm vị thầu, chứ người ta là người ta mang cái thân này có mấy bữa là người ta đi tu mất tiêu rồi. Là như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó là có 29 năm, mà trong 29 năm đó là ngày ngày có điều kiện cỡ nào ngày cũng đâu có hưởng dụng như mấy ông hoàng và tào lao của mình không. Mà đến lúc 29 rồi chỉ cần nhìn thấy một người bệnh, một cái xác chết, một cụ già là ta bèn bỏ nhà ta đi ngay vào cái thời điểm mà đỉnh điểm vàng son chói lọi rực rỡ lộng lẫy lung linh lấp lánh của kiếp người ông hoàng mà 29 tuổi bà vợ trẻ mắng bằng tuổi ngài, mà ngay cái đêm đó, đó là ngày mà ngày trung cung của ngài đó là tiệc tùng để mà mừng mừng đó mừng thành viên đầu tiên mà gọi là cực quý của hoàng gia, đó là một vị hoàng tử đẹp như thiên thần mà chỉ thiếu cái cánh thôi. Rau la là đẹp từ lúc lọt lòng như một thiên thần không cánh, đẹp cực đẹp đấy. Một bà vợ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Và ngày bản thân 29 tuổi cơ bắp sáu muội quan chết luôn rồi thì sao, bỏ hết đi, người ta chỉ mượn tạm để người ta làm việc thống không. Cho nên cái vật chất mình học về sách pháp để làm cái gì? Một là mình hiểu rằng một nửa cái gọi là hiện hữu ở bên ý, nó là sự cộng hưởng, sự lắp ráp, sự ghép nối, sự cộng sinh, sự cộng hưởng, sự cộng tác của vô số thành tố. Thứ hai, cái gọi là vật chất nó đến được từ nhiều cái nguồn chứ không phải chỉ một nguồn, để đừng có sốc cực đoan, cứ nghĩ mình có tiền ăn rồi cái thấy kỳ kỳ là đi kiếm bác sĩ, kỳ kỳ đi kiếm bác sĩ, mà mình quên rằng mình ăn uống ở nhà mình ăn uống kiểu gì, đời sống tâm linh mình thường nói đó là tiêu hay là tích cực rồi cái điều kiện thiên nhiên mà mình sống mỗi ngày nó ra sao, và cuối cùng là tiền nghiệp thôi, thì tiền nghiệp mình chịu thua, nghiệp cho nhiều thì mình chịu nhiều, mình đâu có truy được đúng không. Ngay cả Đức Phật giàu nghe biết mình cũng đâu có can thiệp cái tiền nghiệp của ngài và của người khác được. Thì vậy thì còn lại ba cái sau, đó là đời sống tâm lý, rồi môi trường thiên nhiên và cái nguồn dưỡng tố mình nạp vào mỗi ngày. Đấy, thì mình coi cái, trong cái đời sống mình cái gì mà mình can thiệp được. Này, ví dụ như mình thấy nhân với quả, cái quả là gần như là mình chỉ can thiệp được có mấy chục trăm, nhưng mà nhân mình can thiệp được. Ví dụ như là thiện hay là ác mình can thiệp được. Cái thái độ tâm lý của mình trước sáu trần mình có thể can thiệp được, còn cái trần nào mà nó đổ ập đến mình thì cái đó chỉ có mấy chục trăm, chỉ có mấy chục trăm. Ví dụ như mình đâu có muốn người ta chửi mình mà tự nhiên lên trời nó rớt xuống nguyên một cái lực lượng đông như kia nó tràn nó để chửi mình thì cái đó là nghiệp. Nhưng mà cái này mình can thiệp được này, cái thái độ tâm lý mình có thể mình can thiệp được, nhớ không? Thái độ tâm lý mình can thiệp được. Rồi nhớ Phật tử nhớ cái này, có những cái mình can thiệp được, có những cái mình không can thiệp được là một, có những cái mình nên can thiệp và không nên can thiệp. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, nhớ thì bốn cái này nha, cái này chắc phải dịch cáo ra xăm nè, sẽ xăm cái chỗ này nha. Có những cái mình can thiệp được và có những cái mình không can thiệp được. Rồi cái cặp đôi giống thứ hai, có cái mình nên can thiệp và có cái mình không nên can thiệp. Nên can thiệp được là cái gì? Cái việc gì của mình thì mình can thiệp, còn việc gì của người và của tạm tạm gọi đó nha, tạm gọi là của trời đó mình mới can thiệp. Chỉ trời đây chứ nghĩa là cái gì mà nó quá cái sức của con người mình gọi là của trời. Tôi là Phật tử, tôi là một người tu sĩ Nam Việt, tôi dĩ nhiên các bạn biết chữ trời, tôi không phải là Chúa trời hay là Thượng đế Allah hay là một đấng Ngọc Hoàng Thượng đế, có đấng sáng tạo muôn loài. Thì chi trời đây có nghĩa là cái gì mà nó ngoài mình, ngoài mấy người xung quanh mình, tôi gọi là trời. Ví dụ như cái gì đó thuộc về thiên nhiên, cái gì đó thuộc về tiền nghiệp là mình gọi, mà tôi á, tôi gọi đó là trời, không? Ví dụ như bây giờ cái chuyện của người ta thì người ta cần mình giúp cho mình
giúp, nhưng mình đừng có can thiệp sâu, vì đó là việc của người. Và thứ hai, mình chỉ có thể trồng cây, trồng hoa, quét rác, đúng, chứ mình đâu có thể nào mình thay đổi mà trời đất thiên nhiên. Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa thì cái đó là thích thì làm, thích thôi, nhưng mà mấy đó thì chuyện của trời rồi, nó quá tầm mình. À, còn như vậy thì cuối cùng mình chỉ còn tập trung chuyện của mình thôi, mình phải can thiệp chuyện mình. Nhưng mà chuyện của mình can thiệp cái gì, mình can thiệp cái gì mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của mình, thí dụ như là bệnh là phải can thiệp. Đấy, tinh thần của mình lúc này nó sa sút, nó đổ đốn xuống dốc, phải can thiệp. Đấy, nhưng mà ví dụ như đẹp xấu là nhu cầu vật chất, muốn cho cái nhà đẹp hơn, cái xe đẹp hơn, mắc tiền hơn, thì tôi nghĩ rằng là tôi cho nói là lần nữa tùy duyên nha, nhưng mà tùy duyên. Nhưng mà nếu trong quan điểm tu học rốt ráo của một người Phật tử thì cái đó cũng là can thiệp kệ tùy duyên. À, tùy duyên. Ừ. Có nghĩa là mình can cái chữ can thiệp đây có nghĩa là mình có bận lòng á, chỉ can thiệp ở đây cái này có bận lòng ấy, có ra tay, có ra sức để làm một tí động thái nào đó. Không, chứ còn quan trọng nhất là mình nên nhớ cái công thần chú này, có những thứ ta can thiệp được và có những thứ không can thiệp được, rồi trong số những thứ mà can thiệp được ấy, đấy, thì có cái ta cần mà can thiệp và có những cái không cần thiết mà can thiệp. Đấy, nhớ không? Ừ. Ví dụ như về bẩm sinh tôi là người không có ngoại hình xấu, đó là tiền nghiệp, thì tôi cũng nghĩ riêng tôi này cần thiết bằng tập mà tôi can thiệp cái khác, đó là tôi ăn uống, chế độ ăn uống của tôi ok, cái đời sống tâm lý của tôi mỗi ngày phải ra sao rất là quan trọng. Đây, cái đó quan trọng lắm nha, cái đó quan trọng lắm. À, và cái đời sống tâm lý này nó gồm có hai nguồn, một là vận động tự thân, tức là cái khả năng tư duy trầm tư của riêng tôi, thứ hai là khả năng giao tiếp, tôi giao tiếp, tôi giao tiếp với ai, cách gì, kiểu nào, cái với ai và kiểu gì, nó quan trọng lắm nha. Nhưng mình đừng có nghĩ mình về miếng chuyện mình gặp mấy cái vị mà chân tăng chân tu cao tăng chân tăng là đủ nốt, mình gặp họ rồi nhưng mà mình đến gần họ mình có làm cái gì lợi lạc hay không, mình có học hỏi, mình có lắng nghe, mình có hành trì theo cái sự hướng dẫn của họ hay không. Chứ còn mình đâu anh về quốc giáo là mình đắc đạo hết, chính thấp hết, đâu không có. Cho nên nó là trong bốn thứ mình cứ nhớ: thân xác hình hài này, đời sống vật chất này, đời sống sinh học này được cấu tạo bởi từ từ bốn nguồn, một là tiền nghiệp, đời sống tâm lý, môi trường thiên nhiên và nguồn dưỡng tốn tiếp nạp mỗi ngày. Đây thì mình coi trong bốn đó cái nào mình can thiệp được và cái nào cần can thiệp. À, cái không can thiệp thì đừng nhắc tới, còn cái mà can thiệp được ấy thì mình lại chia làm hai nhánh: cần và không cần can thiệp. Này, và tôi nhắc lại lần nữa, buông bớt được chừng nào thì cái đôi vai của kẻ luân hồi nó càng nhẹ chừng nấy, giờ vậy có thể đi xa và lên cao nhé. Giờ bữa nay mình chốt lại: từ tinh thần đến vật chất, buông bớt cái gánh nặng chừng nào ấy thì là chúng ta càng nhẹ nhàng, rảnh tay và nhẹ vai, để làm chi, để có thể đi xa và lên cao. Này, mình thấy cái tỷ lệ lông và thịt này của một con chim và con vịt ấy, mình thấy cái tỷ lệ như thế nào mà nó bay được và tỷ lệ nào không bay được này, nhớ không? Rồi, để từ đó là lên cao, muốn bay cao là mình phải nhẹ ở mức độ nào, phải có một cái khí lô hợp lý như thế nào. Đấy, và đi xa, đi xa là sao, hành trình với hành trang tuyệt đối gắn liền với nhau, hành trang hành trình, hành trình hành trang. À, mình đi đâu mình cầm theo đúng cái gì thôi, đó là hành trang, hành trang hành trình hợp lý. Còn cái này, cái hành trang hành trình không hợp lý đấy, thì đi xa không được, nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. Để tôi mở mắt được coi bây giờ mới còn 20 phút nữa. Rồi, tôi nhắc lại, mình học về sắc pháp nói riêng, học về A Di Đàm nói chung đấy, học về A Di Đàm nói chung ý, nói chung ý, không phải là những cái bài vở để chúng ta khư khư ôm chặt vào đó, cho rằng đây là những cái công thức nguyên tắc bất di bất dịch đời đời như vậy. No, học để biết, và từ cái nền tảng biết này nè, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn tham khảo khác. Nhớ nha, ví dụ như phiền não, mình học A Di Đà mình biết phiền não có lúc kể một, có lúc kể hai, kể ba, kể năm, kể tám, kể mười gì đó biết.
Nhưng mà tại sao có lúc kể 3, tại sao có lúc kể 5, tại sao có lúc kể 6, tại sao có lúc kể 10, tại sao vậy? Phải học, học để biết. Mà chỉ cần mình hiểu tại sao thôi, tại sao có lúc vì nào kể là tham và ưu thôi, trong kinh nghiệm sống chỉ kể tham và ưu thôi. Rồi, rồi trong đại trong trường bộ đã có những bạn thì nào kể, chỉ kể con chữ là chỉ ba mè đó, là dễ ngươi thôi. Nè, dễ ngươi là đủ rồi. Coi thường điều thiện nhỏ không làm, coi thiện điều coi thường điều ác nhỏ rồi làm, và cái thứ ba là không trân quý thời gian của một kiếp người, không trân quý thời gian mà mình có để tu tập. Thì gom ba này lại là dễ vui, mà cái dòng luân hồi mình nó là chỉ một chữ ba ma đó, dễ vui là đủ rồi. Nhưng có lúc thì nó kể thành hai là tham và ưu, đam mê và bất mãn. Có lúc thì nó kể là ba là tam độc tham sân si. Có lúc phần não kể là bốn là tứ, tứ thủ, tứ mộc, tứ phối, tứ kết, tứ phược, tứ lậu. Có lúc phiền não kể là năm, là năm triền cái. Có lúc kể sáu là sáu triền cái, hoặc là phiền não thông qua sáu, sáu trận. Có lúc phiền não kể là bảy triền miên. Đấy. Có lúc phiền não kể là tám, là bát điên đảo. Đấy. Có lúc phiền não kể là mười kiếp sử, vân vân và vân vân nhiều lắm. Nhưng mà tại sao? Sao có lúc kể như vậy có lúc kể khác? Đấy, nhớ cái này, những cái tôi nói mà con mới vừa nói là nó có hoàn toàn nó trong cuốn A Di Đà của chúng tôi nha, chứ không phải là chúng ta nói chuyện trên mây bị dò dò cho nó tiền nha. Nó bị nghe cái nghe tôi chỉ cái cách này, nghe tôi đá động tới 37 bồ đề phần à, chánh nghe ví dụ như chánh cần cách giác chi với chánh đạo thì cái vị vò vô ở trong cái mục lục các vị thấy cái mục là bồ đề phần. Chúng tôi nói cái gì mình mà liên quan tới chỉ phiền não thì cái vị vô trong cái phần là bất thiện đặc yếu. Còn các vị nghe cái gì là liên hệ đến là tâm lý học Phật giáo hay là lộ tâm lộ sắc thì các vị vào ở trong cái chỗ lộ tâm lộ sắc các vị đọc cái chỗ nào mà nghe tôi nói về người cõi người giữa là hạng các hạng chúng sinh và các cảnh giới cõi sinh thì các vị vào trong chỗ người và cõi này để đọc nha. Tôi chỉ cho các vị vì cái lớp này là lớp dành cho đại chúng gồm đủ thành phần đủ trình độ đủ nhu cầu hết đấy. Thì bắt buộc chúng tôi là chỉ hướng dẫn một cách tổng quát thôi. Chỉ còn mà vô sâu vô chi tiết thì tôi có nghe phản hồi từ không ít bà con, họ cảm kích để chỗ này chúng tôi nói tổng quát để họ nắm. Họ nói rằng ai có nhu cầu chi li thì về là trong ngọn đèn khuya này mây mò mò mầm. Còn có nhiều người họ chỉ cần có một cái khái niệm tổng quát để họ tự họ đi tìm, hoặc là họ đi lấy cái bỏ túi họ đi tu thiền nha. Chứ còn mà dạy cho đại chúng mà thì không thấy chi ly. Còn mà con muốn chi ly đấy thì đây 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 này, bữa đi về Calama à, chi ly là cái đó vào tháng 6 này nè, tháng 6 mà con qua thụy sĩ là chi ly. Hoặc là mong nếu không có chứng duyên không định phá tay như mặt ra, nếu mà đừng có định phá tay như mặt thì lâu lâu chúng tôi về Việt Nam chúng tôi thiết ra mong là có một cái lớp chuyên sâu, không có nhiều đâu, tháng này tháng ở một cái đạo tràng cực kỳ dễ thương. Nghèo như mọi cũng được, nhưng mà cực kỳ dễ thương là sao? Mát mẻ, cách biệt, độc lập, đơn lập này. Đặc biệt là phải mát, tôi là phải mát, chứ còn không mát là tôi chịu thua. Ăn nước suối, rau rừng cũng được, nhưng mà phải mát này. Mà phải xa cách dân gian này. Có nghĩa là đã vào trong đó rồi là cái thành phần là đèo nhạt mây trôi không có tắp vào được này, này. Thí dụ như cái rồi tôi về ở ngoài Hải Phòng có cái đạo tràng thường lắm, còn cái căn nhà không người nó nằm ở một cái mép sông dễ thường lắm, xung quanh là mấy cái lô đấy giống cây thủy sinh giống như mắm nước của mình ở trong Nam dễ thường lắm. Hải Phòng rồi Hà Nam chúng tôi cũng có được hai chỗ chùa thôi, nhưng đặc biệt là tâm chúc mình có thể thuê cho đó mình ở đó mà tổ chức lớp học là chuẩn này. Rồi ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có một cái đạo tràng đẹp lắm. Không phải đạo đẹp theo nghĩa là nghĩa đời nha, không phải đẹp là sang trọng tiện nghi, no. Đẹp có nghĩa là cái vị thế nó nằm trên đồi, rồi ngó ra nước, rồi có cái gì đó biệt rừng hay là vườn, nhưng mà giống giống nửa rừng nửa vườn dễ thương lắm. Nằm lên đời cao lộng gió mà nhà thì cũng lá tre dễ thương lắm. Thì mong rằng chúng ta có được những cái nơi chỗ mà lâu lâu cũng được về lén, mà sạch lén
đáng lẽ người ta làm phán. Thì đó, những người có nhu cầu đặc biệt ấy, mà đã vào đó rồi là coi như là không có đi ra, vào là không có ra, rồi suốt một tháng. Đó. Đó. Thì chúng tôi thiết ra mong mỏi rằng là cái lớp này này là cái lớp phổ quát, phổ cập cho tất cả mọi trình độ, mọi nhu cầu. Còn những cái nhu cầu chuyên biệt, những trường hợp cá biệt, thì chúng ta phải có một cái buổi họp mặt cá biệt. Còn người ta sao mà dạy intensive cái lớp lớp chuyên sâu mà chúng tôi bây giờ khép lại không có dạy nữa, là bởi vì bây giờ bị hay bị hai cái lớp là lớp đại chúng, lớp chủ nhật và cái lớp lớp 3 năm ấy mà ngán quá không có muốn thêm nữa, và còn muốn bà con là muốn chuyên sâu. Thì như tôi vừa nói đó, mình hẹn nhau một tháng ở đâu mà học sống chết với nhau một tháng, có nghĩa là rau rừng nước suối một tháng trời ròng rã cách biệt dân gian. Và tôi quay lại bài bài giảng sáng nay, chúng ta học về sắc pháp, tức là học về cái gọi là thế giới vật chất, để thấy rằng toàn bộ cái gọi là vật chất bên trong ta hay là ngoài ta, trong ngôi nhà này hay là cái xóm làng này, đất nước này, hành tinh này, vũ trụ này, và nói theo trong trong kinh ấy là 11 cái phạm trù, tất cả những gì thuộc về vật chất xa gần trong ngoài thô tế thắng liệt có nghĩa là xịn và dỏm ý. Những vật chất thuộc về quá khứ hiện tại vị lai, tất cả là 11 cái phạm trù đã gọi là vật chất, thì dầu xa gần xưa nay trong ngoài đẹp xấu thô và tế, rồi sao nữa, tất thảy đều là do duyên mà có rồi phải mất đi. Có một điều là vì sao có những cảnh giới, có những chủng loại chúng sinh mà đời sống họ gắn liền với vật chất, và có những chúng sinh, có những chủng loại hữu tình, có những cảnh giới mà nó không có gắn liền với vật chất, là vì sao? Là vì cái khuynh hướng và cái tiền nghiệp tâm lý của chúng sinh trong nhiều đời trước, họ đã sống ở đâu, gặp ai, sống ở đâu và thường gặp ai, khuynh hướng tâm lý thế nào, cho nên đời này sinh ra trong một cái cảnh giới mà gắn liền với vật chất, đời sống của họ đầy ắp những nhu cầu vật chất và không có nhiều lắm cái gọi là thời gian, cái gọi là sự rảnh rỗi của tâm tư cho cái nhu cầu tâm linh này nhớ. Trong kinh nói những cái vị mà đại thánh từ Đức Phật, chư Phật tổ nói chung, những các vị mà độc giác, các vị đại đệ tử như là Sa Lợi Phất Vô Cự Ly A Nan Ca Diếp, trong thuở mà còn là phàm phu ấy, cái giai đoạn mà tiền đắc đạo, cảnh đắc đạo ấy, các vị đó cứ sanh ra đời là đảo mắt cái là dọn vô rừng tu, sanh ra đời đảo mắt nhìn quanh bốn phía là dọn vô rừng tu hết, bởi vì các vị không có nhu cầu về hôn nhân, về tình cảm, về vật chất, về quyền lực, về chức vụ, về nhan sắc, về hưởng thụ, đúng 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 đúng, những cái người vị mà đã đến giai đoạn gọi là cận kề cái bến bờ và không nhu cầu cầu nhớ không? Mình học về cái sắc pháp để mình thấy nó là một cái lựa chọn tồi trong cái hành trình sanh tử, một lựa chọn tồi. Chúng sanh bậc thấp thì họ đam mê cả vật chất và một mảng tinh thần, chúng sanh khá hơn một chút thì chán hẳn vật chất, chỉ còn tập trung vào đời sống tinh thần, và chúng sanh cao cấp nhất là thấy ra cái sự vô nghĩa, vô vị, vô ích, vô dụng của cái gọi là hiện hữu. Dù là hiện hữu trong bất cứ một hình thức nào, của tinh thần hay vật chất đều là không cần thiết. Và đương nhiên là trong thời buổi hiện tại, khi mà tôi đem cái khái niệm này ra tôi trình bày thì bà con hiểu nổi, tại vì bà con thấy thế giới thì nó dễ thương quá mà. Nhân loại đang từng ngày văn minh dần, đúng không? Nhưng mà họ quên rằng đó là mình để giàu có về trời nó sướng gấp tỷ lần cái người nó sống lâu bao nhiêu triệu năm hay nữa, thì chung cuộc cuối cùng kết thúc nó đi về đâu là sự hòa tan và hư không, rồi hễ duyên còn thì tiếp tục đi nữa cứ nó tan ở đây cái nó phình ra chỗ khác, nó xuất hiện chỗ khác, cứ như vậy đó. Nó làm nên một cái dòng chảy miên viễn bất tuyệt từ đời này sang đời khác, để nó làm nên cái dòng luân hồi mà sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn nước biển, nước mắt và máu mình đổ ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Đại khái cái gì vậy? Nó là chọn nửa tàu cái sản phẩm đó, chọn nửa tàu, cho nên những chúng sinh mà thượng thừa thượng căn ấy là họ chán kẹt quá, lỡ có mang thân người
mẹ cho thì mình nhận, mẹ cho hình hài này thì mình nhận lấy nó, nhưng mà khi có đủ nhận thức rồi thì chỉ chuyên tâm vào đời sống tinh thần. Cái vật chất đó mình lúc bây giờ nó chỉ là cái gì đó không tránh được thì phải nhận lấy, không bỏ lơ được thì bèn phải chăm sóc và can thiệp ở mức độ cần và đủ. Vậy nhớ không? Và kể từ hôm nay mình nhớ là lấy mấy chuyện sau đây, cái gọi là hình gọi là vật chất trong và ngoài sinh là do các điều kiện tạo nên. Thứ hai, những thứ đó đều do duyên tụ mà có, là duyên tán mà mất. Đấy. Và anh nên nhớ rằng những cái vấn đề thuộc về vật chất ngay trong đời sống này không phải lúc nào chúng ta cũng có thể can thiệp theo một cách bằng một giải pháp rồi. Có lúc đó là vấn đề của nghiệp, có lúc đó là vấn đề tâm lý, có lúc đó là vấn đề của thiên nhiên, có lúc đó là cái vấn đề đơn giản từ cái nguồn dưỡng tố của mình nạp vào mỗi ngày. Anh nói anh cho tôi biết anh chơi với ai, anh ăn cái gì, anh sống ở đâu và cái đầu anh thường nghĩ nhiều về cái gì, anh nói thiệt đừng nói dối, thì tôi nghĩ rằng tôi đã đoán ra được phần nào cái đời sống tâm sinh lý của anh. Yeah, anh chỉ cần cho tôi biết mấy chuyện thôi, anh sống ở đâu, xứ nóng xứ lạnh, xứ giàu xứ nghèo, có dân trí hay là dân trí kém, sống ở đâu, anh thường gặp ai, anh ăn uống thế nào, chỗ ở của anh ra sao, gửi cho tôi cái hình. Cái đầu anh thường nghĩ về cái gì, anh ghét cái gì, anh thích cái gì, anh bận tâm cái gì, anh quan tâm cái gì, anh lơ là hờ hững cái gì. Anh cho tôi xin một trang giấy cahier học sinh thôi, để tôi chỉ liếc tờ liếc luôn, tôi đoán đoán ra đó là đại khái anh là sao, đó là tổng thể con người của anh. Còn nếu mà một bác sĩ thứ thế thì chỉ cần gọi tí đàm tí phân tí nước bọt tí máu thứ chút 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 rồi lấy thân nhiệt rồi đo anh sơ sơ là đoán ra là bị cái gì. Bởi vì cái gọi là hình hài này dù tâm lý hay vật lý thì nó đến từ các nguồn, nó đến từ các nguồn, và cái giải pháp để giải quyết các vấn đề của nó cũng phải được linh động và dàn trải ra một cách khách quan. Chúng ta không thể phiến diện một chiều một lề để giải quyết vấn đề của thế giới, do dầu đó là vấn đề của một cái răng, của một ngón tay, của một sợi tóc, và sợi tóc rụng hoài mình không thể nào mình vào chùa mình nhờ tăng ni tụng kinh đâu. No. Có đấy, có đó có thể là tiền nghiệp, có đó có thể là tâm lý. Tâm sầu thì bầm phát buồn quá tóc trắng đấy. Cũng có thể là do cái nguồn nước, cho đó cái nguồn nước gội đầu ấy nó có làm cho tóc rụng có. Ví dụ như những người quen chúng tôi họ nói tôi đâu có tóc đâu, tôi biết họ nói rằng ấy, cái tóc cái nguồn nước nó gọi có những chỗ mình gọi xong cái tóc mình nó khô nó giòn ấy, nó rờ nó đã, nhưng mà cái nguồn nước ok đó gọi xong tóc mình. Đấy, ví dụ như cách đây mấy năm có một nhóm người quen của chúng tôi đi qua mình Na Uy Bắc Âu ấy, họ đi chơi mấy hôm mà về về thì sĩ gặp tôi, họ nói mình nói cái nguồn nước nó sạch đến, nó sạch đến mức mà sĩ biết, và nói nước suối đóng chai nó ế chổng rộng, người ta uống trực tiếp từ nước vòi nước máy chưa hết, họ nói gội đầu bên đó gội xong không cần shampoo, không cần bột cát, không cần bao nhiêu cái sự can thiệp của hoa chất của dầu dùng dầu gội, rồi chỉ gội bằng cái nước của đó họ nó tóc họ mình ấy mình lá đá chỉ riêng cái chuyện gội đầu thôi. Và cái vị trí tôi ở bên thị sĩ được là cái vị trí từ tôi có hai chú xứ, một cái trên núi và cái dưới phố, mà về phố có vị trí là nước ấy, nước uống của tôi là phải lọc, tôi có cái bình lọc lọc bằng than hoạt tính ấy. Trong khi đó tôi về núi trên đó nước trên đó tôi có thể uống trực tiếp được, nó không có chất vôi, nó không có cà ke, trong khi ở dưới phố ấy mình lấy nước máy trực tiếp không lọc mình đem mình nấu nấu một tuần là mình nhìn cái đáy ấm ấy mà đóng cho một lớp vậy thui, mình nhìn mình nổi ốc nghĩa trụ cái này mà nó chỉ thẳng vô thận coi coi như là mình chặt coi như là chủ sở công ty đại lý là cung cấp vật tư xây dựng cái lượng vôi là lượng mà đá mà nó chết gớm như vậy. Cho nên chú xứ của mình ấy rồi bạn bè của mình ấy thức ăn thức uống ấy môi trường thiên nhiên mà mình sống mỗi ngày và cái đời sống tâm lý của mình cuối cùng là tiền nghiệp đấy. Thì đây là những thứ mà nó làm nên cái gọi là đời sống tinh thần và vật chất của mình, mà đặc biệt trong bài học sáng nay
tôi nhấn mạnh về đời cái gọi là sự hiện hữu của vật chất, phải không? Còn phải học như vậy đó, mình mới tìm thấy cái mối tương quan giữa khoa học và Phật học. Còn nếu mà mình cứ học, tôi xin nói rõ nha, cái phần mà giảng sâu về sắc pháp ấy, sẵn giảng sâu vẫn trọng vốn dĩ đó, là nó chỉ được nhấn mạnh ở kinh sách chú giải đời sau. Chứ thì Đức Phật mình ấy, lúc có thở sinh tiền, Ngài nói gọn lắm. Ngài nói gọn lắm. Ngài chỉ cho mình biết rằng nguồn gốc của thân và tâm này thì nó cũng từ cái tiền nghiệp đời trước và môi trường hiện tại. Ví dụ như chỉ ngày cho nó vắn tắt vậy thôi. Ví dụ có trong kinh kể có một lần nó khi nói về một cái mối quan hệ của hai người cư sĩ, thì Duy Ăn Lê Mê nói là Bạch Thế Tôn thật là đặc biệt vi diệu, khi mà họ trải qua bao nhiêu sóng gió mà họ vẫn giữ được nhau và như lời Thế Tôn vừa kể trong một câu chuyện tiền thân, thì đúng rồi, họ đã nhiều lời gì tiếp và đến với nhau, cái đó chuyện nó cũng là chuyện lạ ha. Thì nếu mà ngày dạy là tất cả mọi thứ ở đời này nó giống như một con hoa sen, hoa súng trong nước vậy đó, nó nhờ nước, nhờ sinh, nhờ bùn mà nó phát triển một phần, và một phần còn lại là nó nhờ nắng gió mưa sương bên trên cái mặt nước đấy. Đấy, một nửa đó là nắng gió mưa sương bên trên mặt nước, và một nửa đó là nước, là bùn, là sinh, là cặn cáo, là phù sa trong nước cũng vậy đó. Tất cả mọi sự ở đời này nó từ nhiều nguồn lắm chứ không phải chỉ một nguồn. Rồi Ngài mới nói chẳng hạn như cái tình cảm của cái cặp cư sĩ mà Ngài vừa kể đó, nó giống như vậy đó, tức là nó có cái tâm ý tương thông đấy, mà hạnh nghiệp phải tương đồng. Tâm ý tương thông là cái khuynh hướng tâm lý đó, khi đi hợp ấy là phải giống nhau. Còn cái đó là tâm ý tương thông, nhưng mà hạnh nghiệp tương đồng là có nghĩa là nó phải có cái tứ đồng. Đấy, tứ đồng là gì? À, nói về thiện đi, nói về thiện trước, tứ đồng là gì? Là niềm, cái chánh tính, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. À, chánh tính, bố thí, trí tuệ, niềm tin, bốn cái này nó phải là tương đồng nhau. Cái niềm tin á, niềm tin nó chánh tính hết, cùng tính hết. À, nếu mà chánh tính á, rồi cái gì đó phải bố thí. Một đứa giàu, một đứa thích bố thí, đứa bố thí chứ sao sinh ra, đứa làm tiểu thơ, đứa làm thầy thằng giữ cửa rồi sao kết rồi. Kết không? Mình thấy nội như là Romeo Juliet là mình đã thấy nó rối rồi, chỉ là trục trặc gia tộc là mình đã thấy lớn nhau không được. Còn cái này mà kiểu như Trương Chi với Mỹ Tương đó là cái việc này khó lắm, mà khó lắm, nó phải môn đăng hộ đối rồi gì sao rồi đẳng cấp nó mới kết nhau dễ chứ, phải không? Bộ thi rồi giới hạnh, không có giới thì cái đẳng cấp xã hội, cái đẳng cấp là tái sinh ấy, đẳng cấp chủng loại, các đứa thì làm người, đứa làm thú, chào lấy chào được, hoặc là đứa quan nguyện, đứa bình dân cũng khó. Cho nên cái giới nó quan trọng lắm, bố thí thì giới, rồi cái niềm tin, bố thí nghĩa, rồi cái cuối cùng là trí tuệ, tức là phải cùng có khả năng nhìn về một hướng, cùng nhìn về một hướng, thấy sống là phải có trách nhiệm với mình với người, thì sống là phải tránh thiện hành ác, tối thiểu ấy. Tối thiểu trí tuệ, còn cái trí tuệ rốt ráo là gì? Thế rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, đó là rốt ráo. Còn tối thiểu là phải biết cái chuyện gì nên làm và chuyện gì nên tránh, thì phải gọi là tâm lý tương thông mà hạnh nghiệp tương đồng mới gặp được nhau. Đấy. Thì cái đó là rõ ràng là mình thấy là nó do cái gì? Nó do điều kiện xưa và điều kiện nay, cái hiện tại nó cũng phải trong một cái môi trường đặc biệt rồi đó mới gặp nhau được. Đây, cộng hết lại cái sắc pháp và tâm pháp của chúng sanh y chang như vậy đó. Tức là đời sống của mình nó có cái là do tiền nghiệp, nhưng mà có cái là nó phải được sự can thiệp ngay từ cái điều kiện hiện tại xung quanh. Và hiểu được như vậy thì mình mới thấy ra nhiều điều hay lắm. Thứ nhất, mọi thứ là đồ lắp ráp. Thứ hai, mọi thứ do duyên mà có. Thứ ba, mình sẽ thấy rằng ở đời này không có cái gì là nhỏ. Vì sao? Vì mọi thứ nó có thể là duyên khởi, là điểm bắt đầu cho vô số sự có sự kiện. Từ cái đời sống tinh thần tới vật chất. Đã nói sắc pháp, đã nói vật chất, nó có bốn nguồn mà, đúng không? Cho nên mình phước báo nhiều bằng trời mà mình ăn tầm bậy là bằng sạch. Ví dụ như rau luộc, canh rau, để qua đêm, tiết của quốc bình.
nước cốt dừa, dầu mỡ để qua đêm, mình ăn dư bỏ, không thể để lại. Bây giờ 8 bằng tiến sĩ nói được 15 thứ tiếng, gia thế ngất trời, tài sản như núi, mà ăn bậy một phát là kết thúc. Không? Cái gì cũng năm mùa qua, nếu các bạn ăn 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 đồ ẩu thì ăn bậy lên là xong. Không? Rồi bây giờ các vị cái gì cũng số một hết, nhưng mà coi như đời sống tâm lý tệ quá, ăn rồi cái gì đầu óc xin lỗi nha, hết cái ăn là chỉ biết ghen tuông hờn giận hưởng thụ mua sắm, là bất biết cái nhu cầu nào thuộc về tâm lý, thuộc về tâm linh tinh thần. Đời sống nghèo nàn quá thì cái kẻ này khó rồi. Đời sống cái này, đời sống kiểu mà nghèo nàn tâm linh đó, kiểu đó không có vấn đề, mới lạ đấy. Rồi cái môi trường sống là môi trường thiên nhiên, mình sống ở chỗ nóng quá, lạnh quá, rậm rạp quá, côn trùng nhiều quá, ẩm ướt quá, hơi nước nhiều quá, bụi cát nhiều quá, cũng có phần nào ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, và từ đó dẫn đến cái chất lượng của tâm linh tinh thần. À, cho nên mình học cái này mình thấy là nhiều chuyện lắm, hiểu là thế, mọi thứ chỉ là một khối tổng hợp. Thứ nhất, thứ hai, cái gì cũng do vô số điều kiện tác động, chỉ cần trục trặc trong đó một tí thôi thì toàn cái khối tổng hợp đó lập tức có vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Thế là chúng ta đã chia ra nhiều nhóm, có đứa bệnh rồi là cứ là chạy đi kiếm thầy bà cầu thần, có đứa là chỉ tuyệt đối tin tưởng vào thầy thợ thuốc men, có đứa thì coi như là tìm đến các cái thứ dược liệu là trôi nổi trong dân gian trên mạng, mua về uống tập lâm tới bữa nó đổ ra ra thì cũng chết dịch. Không, mình không thể đổ hết cho một nguồn, mà mình phải nhớ rằng nó có tới bốn nguồn là ít, nó tổng quát là bốn nguồn. Không, tiền nghiệp, chất lượng tâm lý, chất lượng thiên nhiên, tình trạng thiên nhiên, và cuối cùng là cái chất lượng của các cái nguồn dưỡng tốt tiếp liệu từ bên ngoài đưa vào cơ thể qua các cỏ, thức ăn hay là thuốc men, dạng lỏng, dạng dạng bột, dạng khô. À, nhớ. Ok, học để biết rồi để buông. Buông này có nghĩa là bữa nay cái vấn đề này chỗ này nói như vậy, mà ở chỗ khác nói khác, nhưng mà ít ra trong đầu mình có cái kiến thức, mình biết rằng thì ra Phật pháp có nói đến cái gọi là đời sống sinh học, Phật pháp có nói đến cái gọi là kinh nghiệm kiến tạo một đời sống tâm linh, có Phật pháp có nói. Và Phật pháp không chỉ đơn giản là những cái kỹ thuật thiền định khô khan chật hẹp như mình bị ai đó nhồi nhét, mà thật ra Phật pháp dành cho mình một con đường mênh mông, mình có thể đá bóng và đánh góp trên đó được, chứ không phải là gì đi gì khép nép rất là lâu. Đường đi mênh mông, vấn đề là con mắt mình nhìn có đủ xa và đôi chân mình có đủ khỏe để mà đi đường xa, để mà trèo cao, để mà xuống dốc không thôi. Ok, chúc các bạn ngày vui và hẹn gặp nhau tuần sau. Mà quên nữa, hôm nay là ngày 15 và ngày 20, ngày 20 chúng tôi có một lớp bên Calama, trước đó chúng tôi phải về Thái, cho nên e rằng là cái buổi học tiếp theo khó mà thông báo được, nên khó. Khi nào mà được chúng tôi sẽ thông báo cho ban tổ chức, thông báo ban tổ chức. Mong quý vị chờ đợi trong cái niềm hoan hỷ. Chúc các vị một ngày vui và đầu năm gặp sự cát tường.